Tí nữa thì nhá, để nguyên nhá. Thấy chưa? 5 gram chỉ thiếu một tí kẹo thôi đây này. Còn một thìa to, thìa canh. 5 gram thì còn gì nữa? Đúng chưa? Xịt 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 rồi. Cái đĩa này đặt vào như là số 1 luôn. Thế bà cân cả đĩa. Đúng rồi. Tức là số 1. À vừa, thế là chị mình cân điện tử. Thì ra trừ đĩa đây. Đặt cái đĩa vào không? Đặt cái đĩa vào cho phải không đi. Đây, cái đĩa này nó đúng 100 gram thì mình chỉ cho chèo vào đến một vạch này là được rồi. Đấy, tức là trong cái khó thì nó ló được một tí cái khôn nữa là như thế. Đấy, cả cái đĩa này tức là ta có một lạng. Thế vậy thì ta cho vào đây có 5 gram chè thì mình chỉ thêm một vạch thôi. Đấy. Được rồi, đấy xong rồi. Đĩa vẫn ở đâu? Sang lại bên kia đi nhá. Đấy, các anh các chị là chúng ta... 10 vạch thì nó sẽ là bó tay không? Đây là mong các bạn các chị là chia sẻ kinh nghiệm thôi, còn thực ra tôi có tâm trạng tôi là tuyệt chiêu đâu, nhiều khi nhầm bỏ sư lên thì thầy. Bên này cân lại đi cho chuẩn chưa? À các nhóm mình chuẩn bị xong trà vào trong cốc chưa nhỉ? Chỉ bây giờ chúng ta bắt đầu bắt tiên với 37 này, bắt tiên bảo quang 37 cái người như bắt tiên bắt đầu ăn 37 màu ăn 37 đâu đồng hồ nhá. Bắt tiên á? Bắt tiên em gửi vào chè bắt tiên mà. Thế bây giờ lại phải nấu chè cần theo anh chị nhá, chè cái nhá đi từ bà này. Em mà thử chè này nhá, là bà này chúng ta sẽ đây cái nóc ống này như thế này, hiểu chưa? Đến khi ta mình chưa nhìn thấy cây quay làm như này thấy cái vị nó không hơi ảnh hưởng đây đâu. Thế nếu mà bởi vì chúng ta để như này là nó có kiểu của nó đấy. Nặng như đấy. Và làm như đồng hồ. Để đến cái lúc mà chúng ta bắt đầu chuẩn bị. Chè này là ở Phúc Tân rồi. Chưa nhai nhưng mà nhìn chè kia ở Phúc Tân. Ngay từ đầu chúng ta để nhưng mà cái động tác như thế này thì mình nó sẽ chuyên nghiệp hơn, nó chuyên nghiệp hơn. Nghĩa là tôi chuẩn bị rót nước ra đây này, cầm cái nắp quay lại cái này trông nó chuyên nghiệp hơn. Còn nếu như cứ để này nhất định là rót ra thì chắc chắn nó không chuyên nghiệp bằng cái này, đúng không? Đấy là cái cách mà để đậy cái nắp để rót nước ra. Đấy. Thế bây giờ có nước chưa? Cái này nắm 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 chưa? Cái này n